trên cả thế giới, đặc biệt chỉ có một đất nước duy nhất có biểu tượng quốc gia là một loại nhạc cụ, thể hiện một nền văn hóa rất độc đáo và lâu đời tại châu Âu. Mình là Sang và hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về biểu tượng cây đàn hóp của Ireland nhé. Đảo Ireland nằm ở phía tây của đảo Anh, là hòn đảo lớn thứ hai ở vùng biển này, còn được gọi là hòn đảo Ngọc Lục Bảo, bởi cảnh quan xanh tươi, tuyệt đẹp nhờ vào lượng mưa đều đặn quanh năm ở đây. Nền văn minh cự thạch đã xuất hiện tại Ireland vào khoảng năm 4300 trước công nguyên, thậm chí là còn cổ hơn cả vòng đá Stonehenge ở Anh. Tổ tiên của người Ireland hiện đại là những người Gael, được cho là đã di cư từ châu Âu lục địa đến đảo này vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Người Gael có một nền văn hóa lâu đời, một hệ thống thần thoại đồ sộ không thua kém gì thần thoại Hy Lạp hay Bắc Âu, và một thứ ngôn ngữ của riêng họ, gọi là tiếng Gael. Tên gọi Ireland chính là bắt nguồn từ tên của nữ thần đất mẹ Eru trong thần thoại Gael. Công giáo La Mã được lan truyền tại đây vào thế kỷ thứ 5 nhờ công lớn của Thánh Patrick, vì vậy mà ngày lễ Thánh Patrick ngày 17 tháng 3 hàng năm được xem là ngày lễ quốc gia của Ireland. Và cũng như những người láng giềng ở đảo Anh, đảo Ireland cũng đã phải chống lại sự tấn công của những người Viking, Norman. Và rồi, vào thế kỷ thứ 16, triều đại Tudor. À, bạn còn nhớ triều đại Tudor không? Cái triều đại mà đã thống nhất xứ Wales vào Anh ấy, cũng đã xâm chiếm Ireland và hợp nhất vào Vương quốc Anh. Tuy nhiên, những người Ireland theo Công giáo luôn không thể chịu được sự cai trị của những người Anh theo Tân giáo. Để rồi cuối cùng, vào năm 1921, người Ireland đã nổi dậy giành độc lập và trở thành một quốc gia tự do, có thủ đô đặt tại Dublin. Tuy nhiên, miền Bắc đảo này vẫn duy trì là một bộ phận của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, có thủ đô là Belfast. Trên cả huy hiệu hoàng gia của Vương quốc Anh và quốc huy của Cộng hòa Ireland, hòn đảo này đều được tượng trưng bởi hình ảnh cây đàn hóp. Đàn hóp vốn là một nhạc cụ bộ dây có số dây tương đương cây đàn piano, có bộ khung hình tam giác và thường được làm bằng gỗ. Âm thanh của đàn hóp tương đối giống tiếng guitar nhưng bay bổng và mềm mại hơn, thường được gắn liền với những câu chuyện thần tiên, các thiên thần trên không trung. Nó là một trong những loại nhạc cụ cổ xưa nhất trên thế giới, có thể có nguồn gốc từ Ai Cập và đã được các thương nhân người Phoenician mang đến Ireland qua con đường thương mại hàng hải từ thời cổ đại. Bằng chứng là nó đã xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại Celtic như cây đàn hóp Ugnar, là một bảo bối thần kỳ của The Dagda, cha và vua của các vị thần. Nó có quyền năng điều khiển cảm xúc của con người, thay đổi mùa màng của trời đất và ra lệnh cho các chiến binh trên chiến trường. Trong xã hội cổ của người Gael, cây đàn hóp cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Đảo Ireland thường không được thống nhất thành một vương quốc, mà lại bị chia nhỏ thành hàng trăm bộ lạc nhỏ lẻ. Mỗi bộ lạc như vậy đều có một nhạc công đàn hóp chuyên soạn những bài ca tán dương công lao của người tù trưởng, cũng như những khúc hát bi thương khi người thủ lĩnh ấy qua đời. Người nghệ sĩ đàn hóp vì vậy cũng được xem như thuộc tầng lớp cao quý trong xã hội. Họ chính là những người lưu giữ truyền thống văn hóa, lịch sử của đất nước qua những khúc hát của mình. Cây đàn hóp nổi tiếng nhất và là biểu tượng của đất nước Ireland ngày nay chính là cây đàn của vua Brian Boru. Chuyện là, những bộ lạc người Gael thường xuyên xung đột và đấu đá lẫn nhau. Tuy nhiên, đôi khi có những vấn đề hệ trọng thì một người thủ lĩnh quyền lực sẽ được công nhận là nhà vua tối cao, High King của toàn Ireland. Và vị vua vĩ đại nhất, thành công nhất trong việc thống nhất Ireland trong lịch sử chính là vua Brian Boru. Chiến công lớn nhất của vua Brian Boru chính là đã lãnh đạo các bộ tộc người Gael đánh bại những kẻ xâm lược Viking trong trận Clontarf vào năm 1014. Đây được xem là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của Ireland khi đã chấm dứt sự chiếm đóng của người Viking trong suốt hơn 150 năm. Tương truyền rằng, vào đêm trước khi ra trận, vua Brian, khi đó đã 73 tuổi, đã chơi một khúc nhạc bằng cây đàn hóp của mình để nâng cao sĩ khí cũng như cầu nguyện cho binh lính. Trận chiến đẫm máu năm ấy đã kéo dài từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn, và kết quả là quân Viking đã phải rút lui khỏi đảo Ireland. Tuy nhiên, vua Brian đã hy sinh anh dũng và đã đi vào lịch sử Ireland như một người anh hùng dân tộc.
một cây đàn hóp được làm vào thế kỷ thứ 14 và hàng cổ nhất còn sót lại đến ngày nay, được đặt theo tên vua Brian Boru và vẫn còn được trưng bày tại trường Đại học Trinity ở thủ đô Dublin. Vì vậy, sau này khi có dịp đặt chân đến Ireland, bạn đừng quên đến ghé thăm bảo vật quốc gia này nhé. Trong thời cai trị của người Anh, cây đàn hóp đã trở thành một biểu tượng đại diện cho tinh thần dân tộc và gìn giữ những giá trị truyền thống của người Ireland. Vì vậy, các quân vương nước Anh đã ra lệnh cho xử tử mọi nhạc công và đốt hết những cây đàn hóp của họ. Và đến năm 1922, khi Ireland đã trở thành một quốc gia độc lập, họ đã chọn lựa hình ảnh cây đàn hóp của vua Brian Boru để thiết kế nên quốc huy của mình, tượng trưng cho sự thống nhất của cả đất nước, đồng lòng giành độc lập như dưới thời vị vua già. Ngày nay, hình ảnh cây đàn hóp này đã xuất hiện khắp nơi trên đồng tiền quốc gia, passport, hãng hàng không quốc gia Ryanair và cả logo của hãng bia Guinness, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đại diện cho Ireland trên toàn thế giới. Như vậy có thể nói, cây đàn hóp tại Ireland là biểu tượng của nền văn hóa lâu đời của những người Gael, gắn với truyền thống âm nhạc kể về những vị thần tiên, ca ngợi chiến công của những người anh hùng trong lịch sử đã giúp đất nước màu ngọc lục bảo này vẫn còn độc lập và tự do cho đến ngày nay. Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng để học một điều mới nữa trong ngày mai. Bạn còn biết câu chuyện thú vị nào nữa về đất nước Ireland? Hãy cho tụi mình biết dưới phần comment và tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào ba nút bấm này nhé. Mình là Sang, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.